Dạ có anh chị nào muốn phóng sanh không ạ? Dạ em đang ở quán Cành Hào đây. Nếu kênh YouTube em phát triển em phóng sanh liền. Bởi vì lâu lâu mới có duyên đi mà. Ở đây cá bóng gì vậy ta? Sẽ giống cá màu ớt quý vị ta. Sao còn giống cá màu ớt quý vậy? Trời ơi, cá màu ớt quý vị ơi. Cá màu ớt em thả trong rừng nước nè. Ra đây nó bự chà bá luôn á. Trời ơi. Sao tụi em ra đây để bị bắt về tụi em? Đó là cá màu ớt đó. Tội nghiệp quá. Anh không ăn thịt tụi em. Anh cũng không ăn tôm hùm. Anh đến đây nhưng mà anh lại không có đủ khả năng để cứu tụi em. Sò điệp Nhật. Mấy con này chắc ăn được nè. Bởi vì môi trường sống ở Việt Nam không có sò điệp Nhật. Nó sống thời gian nó cũng chết à, không phải môi trường của nó. Nhưng em không mang luôn. Em chỉ đi coi thôi. Cá mặt quỷ. Tôm mũ ni. Ở đây coi. Cá chim trắng thì bình thường. Mấy con cá chim này người ta nuôi được. Mấy con cá này là cá nuôi. Có cá màu ớt đây to quá. Rồi đây là mấy con ôm. Hôm nay đến đây tùy duyên. Người nhà cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Nhưng anh sẽ quy y cho mấy em. Để thoát khỏi thân này. Đến được thế giới tốt đẹp. Đây là điều duy nhất anh có thể làm. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành đến nhà hàng Cành Hào. Xin quy y cho tất cả các loài sinh vật sắp bị làm thịt ở nơi này. Đó. Chúng sanh quy y Phật rồi. Chúng sanh quy y Pháp rồi. Chúng sanh quy y Tăng rồi. Tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Đừng liên tiếp thân mạng, bỏ thân mạng này rồi. Giải thoát đến thế giới tốt đẹp vì được giao duyên với Đức Phật. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Phước đức và trí tuệ và huệ năng của Tuy Ôn sẽ dẫn dắt cho quý vị đến được thế giới tốt đẹp. Ok. Tôm hùm. Đó, quy y xong rồi đó. Đừng oán hận nhé. Khi người ta đối xử tệ với mình, người ta không tốt với mình cũng xin tâm hoan hỷ. Thì mình sẽ thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Vô bì. Đây là cá mú.